Thưa quý thính giả, hôm nay ngày 20 tháng 3, lễ thánh Salvator ở Horta, sinh năm 1520, qua đời năm 1567. Đài phát thanh Lòng Chúa Thương Xót kính mời quý thính giả nghe về cuộc đời của thánh Salvator ở Horta qua giọng đọc của Maria Kim Thúy. Sự nổi tiếng về thánh thiện cũng có một vài bất lợi. Được công chúng nhận biết đôi khi cũng phiền toái, như các đồng nghiệp của thánh Salvator nhận thấy. Thánh Salvator sinh trong thời kỳ vàng son của Tây Ban Nha với sự hưng thịnh của nghệ thuật, chính trị, giàu sang cũng như tôn giáo. Chính trong thời kỳ này, thánh Y Nhã đã sáng lập dòng tên năm 1540. Cha mẹ của Salvator thì nghèo. Khi 21 tuổi, ngài gia nhập dòng Francisco với tính cách thầy trợ sĩ, và sau đó không lâu, ngài nổi tiếng về sự khắc khổ, khiêm tốn và nếp sống đơn sơ. Làm người nấu bếp, người giữ cửa và sau này là người đi ăn xin chính thức cho các anh em hèn mọn ở Tortosa. Ngài nổi tiếng về lòng bác ái, ngài chữa lành người bệnh với dấu thánh giá. Khi đám đông dân chúng đổ về nhà dòng để gặp thầy Salvator, cha bề trên phải di chuyển thầy sang Horta. Nhưng ở đây, nhà dòng cũng không tránh khỏi đám người đông đảo đến xin thầy bầu chữa. Họ ước lượng rằng hàng tuần có đến 2.000 người đến gặp thầy Salvator. Ngài bảo họ hãy kiểm điểm lại lương tâm, đi xưng tội và rước mình Thánh Chúa cho xứng đáng. Thầy từ chối không cầu nguyện cho những ai không chịu lãnh nhận các bí tích. Đám đông không ngừng bị thu hút đến với thầy Salvator. Đôi khi họ còn xé y phục của thầy để lưu trữ như một báu vật. 2 năm trước khi tư trần, thầy lại bị di chuyển một lần nữa, lần này đến thành phố Cagliari trên đảo Sardinia. Thầy từ trần ở đây sau khi thốt lên: Lạy Chúa, con phó linh hồn con trong tay Chúa. Thầy được phong thánh năm 1938. Hiện nay, y khoa đã nhìn thấy sự tương quan rõ ràng giữa một vài chứng bệnh và đời sống tình cảm cũng như tinh thần của bệnh nhân. Trong cuốn Healing Life's Hurts, chữa lành những đau khổ của đời sống, ông Matthew và Dennis Lin cho biết, nhiều khi người ta chỉ được lành bệnh sau khi thực sự tha thứ cho người khác. Thánh Salvator cũng chữa lành theo phương cách này và nhiều người đã được khỏi. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi chứng bệnh đều có thể chữa trị theo cách ấy. Sự trợ giúp của y học là điều không thể bỏ qua. Nhưng chúng ta nên để ý rằng, Thánh Salvator thường khuyên người bệnh hãy tái lập những ưu tiên của đời sống trước khi cầu xin được chữa lành. Sau đó, Đức Giêsu gọi 12 môn đệ lại, ban cho họ có quyền trên các thần ô uế để trừ diệt chúng và chữa lành mọi bệnh tật. Phúc âm Thánh Matthew chương 10 câu 1. Đến muôn đời